Không riêng thủy sản mà trong lĩnh vực nông nghiệp, nhà nước và chính quyền địa phương cũng luôn đồng hành cùng nông dân trên con đường phát huy tiềm năng nguồn tư liệu sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế. Quyết định số 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về chính sách đầu tư ứng trước giống và vật tư nông nghiệp cho các xã thôn thuần đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hơn 5 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ chính sách này, đồng bào các xã vùng cao miền núi an tâm khi bước vào vụ sản xuất, hạn chế tối đa tình trạng thiếu vốn đầu tư và tư thương ép giá khi mua nông sản mà đồng bào vất vả một nắng hai sương làm ra. Vụ bắp lai vừa qua, trong khi các loại nông sản khác tại xã vùng cao Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc giá thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì bắp lai, cây trồng chủ lực của đồng bào nơi đây lại được mùa được giá, tạo nguồn thu nhập ổn định. Năm 2021, toàn xã Đông Giang trồng 460 hectare bắp lai, năng suất đạt từ 6 đến 8 tấn một hectare. Một phần giống là nó đạt năng suất, năm nay là sản lượng nó đạt hơn. Mặc dù phân bón thì nó tăng cao, nhưng mà giá nó ổn định. Mỗi hectare thì trên 7 tấn đến 7 tấn rưỡi, đạt hơn so với năm ngoái. Và từ đó thì đã tạo điều kiện cho bà con là dư giả về nguồn kinh phí, thì bà con cũng phấn khởi. Đối với cây bắp lai, cũng như mọi năm, Trung tâm Dịch vụ Miền núi tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện đầu tư ứng trước cho đồng bào về giống, phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật. Ngay từ đầu vụ, Trung tâm cùng các ngành liên quan đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc đối với loại cây trồng này và tiến hành cho đăng ký nhận đầu tư ứng trước theo đúng định mức mà tỉnh đã ban hành. Trước khi vào vườn xuất, Trung tâm đều có tổ chức các cái lớp tập huấn hướng dẫn về các cái quy trình chăm sóc. Thì qua đó thì bà con tức là nắm được cái quy trình sản xuất theo đúng kỹ thuật, năng suất thì ngày càng được nâng lên. Mùa vụ năm nay, toàn tỉnh có 1.385 hộ đồng bào các xã vùng cao miền núi đăng ký nhận đầu tư ứng trước từ Trung tâm Dịch vụ Miền núi với diện tích trồng trên 2.200 ha, tăng trên 500 ha so với diện tích của năm 2021. Trong đó, đăng ký trồng bắp lai trên 2.000 ha. Hiện nay là cái tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa thì hiện nay là đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trung tâm cũng vẫn chủ động trong cái việc mà cung ứng, nhất là các cái hàng hóa nó có sẵn ở kho của trung tâm, thì trung tâm đã chủ động cung ứng xuống dưới các địa phương, đảm bảo cái nguồn hàng hóa cung ứng xuống, giống vật tư để bà con sản xuất kịp thời vụ. Thời gian tạm nghỉ sản xuất kéo dài hơn nửa năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đồng bào. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, thông qua chính sách đầu tư ứng trước, những gia đình ở xã vùng cao miền núi an tâm khi bước vào vụ mới, với niềm hy vọng lại được mùa được giá, để cuộc sống ngày càng no đủ và sung túc hơn.